Xin chào mọi người, và sau đây sẽ là 5 kết quả thú vị của cuộc khảo sát về thị trường tiền mã hóa tại Việt Nam. Trước khi bắt đầu video thì mình cũng xin nhấn mạnh rằng đây là kết quả báo cáo của cuộc khảo sát thực hiện bởi Kairos Ventures trên mẫu N bằng 758 người, cho nên là kết quả của cuộc báo cáo này sẽ đúng với mẫu 758 người mà tụi mình đã thực hiện khảo sát, không phải là toàn bộ người dân trên đất nước Việt Nam. Kết quả thú vị đầu tiên đó là trong 758 người được khảo sát này thì khi hỏi là bạn đã tham gia thị trường crypto từ khi nào, có đến gần 40% họ trả lời là chỉ mới tham gia từ đầu năm 2021 thôi. Tuy nhiên thì họ mong muốn lợi nhuận khi mà tham gia thị trường crypto là ít hai tài khoản của mình. Sự thật thú vị thứ hai đi ngược với những suy nghĩ cho rằng có một số lượng người tham gia crypto chỉ thích ăn xổi, tìm kèo nhanh, đam mê cờ bạc vân vân, thì sau cuộc khảo sát này có đến hơn 50% số người tham gia thực hiện khảo sát nói rằng là họ đang tìm kiếm cơ hội hold coin dài hạn, mong muốn tìm những kẻ đầu tư dài hạn trong tương lai. Điểm thú vị thứ ba, khi hỏi họ về kỳ vọng giá của Bitcoin thì họ cho rằng họ expect là mong muốn giá Bitcoin sẽ đạt ngưỡng là 100.000 đô trong tương lai. Điều thú vị thứ tư đó là khi được hỏi là có bao nhiêu tài sản của các bạn đang nằm trong crypto thì thay vì câu trả lời là all in tất cả tài sản đã trong crypto thì trong những người được hỏi thì chỉ có đến khoảng 15% nói là họ all in tất cả trong crypto thôi, còn đa số còn lại thì họ sẽ dành ra khoảng 25-50% tài sản của mình trong crypto. Bốn sự thật thú vị bên trên là kết quả của một mẫu khảo sát từ Kairos Ventures, một công ty ventures tại Việt Nam, thì sẽ có nhiều bạn cho rằng đó là kết quả khảo sát không khách quan. Vậy thì bây giờ hãy cùng Jenny điểm qua một vài kết quả khảo sát của những công ty trong quốc tế họ đánh giá như thế nào về thị trường Việt Nam nhé. Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số chấp nhận tiền mã hóa toàn cầu 2021 theo Chain Analysis. Việt Nam dẫn đầu việc tiếp cận tiền mã hóa trong cuộc khảo sát 27 quốc gia của FIDR. Việt Nam xếp thứ hai thế giới về chỉ số tiếp nhận DeFi theo khảo sát của Chain Analysis. Việt Nam đứng top 3 về số lượng người dùng ví MetaMask hàng tháng theo thống kê của Consensus. Trên thực tế thì có rất nhiều dự án đến từ Việt Nam thành công trong lĩnh vực crypto như Axie Infinity, Coin98, Kyber Network, TomoChain, CardioChain và rất nhiều dự án khác nữa. Vậy thì bạn nghĩ sao về kết quả của cuộc khảo sát này? Và theo bạn thì thị trường crypto Việt Nam đang đứng đâu trên bảng xếp hạng thế giới? Hãy cho tụi mình biết ở bên dưới phần comment nhé!